Nghề thợ điện vốn dĩ luôn rình rập những hiểm nguy khó lường, nhưng với trọng trách lớn lao, mỗi người thợ điện bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm đã vượt lên trên hết mọi khó khăn nỗ lực, mang lại ánh sáng cho nhân dân. Sau trận siêu bão vừa qua, toàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra nhiều sự cố lưới điện gây mất điện diện rộng. Ngay khi gió lặng, những người thợ áo cam lại hối hả ra quân, dù ngày hay đêm, khoanh vùng sự cố, khẩn trương khôi phục lưới điện, giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. 22 giờ đêm, tại khu vực cột số 8, đường dây mạch kép 373 và 374. Dù trời đổ mưa lớn, song công nhân cán bộ điện lực vẫn miệt mài làm việc, cố gắng hết sức để khôi phục điện lưới trong thời gian sớm nhất, cấp điện cho khu vực Cái Lân. Anh em cũng luôn luôn cố gắng, cũng động viên nhau, luôn luôn là cũng tranh thủ dành thời gian là nghỉ ngơi, thay phiên nhau nghỉ ngơi. Sau đó là thực hiện, anh em tôi trên ngành điện là xác định là lúc nào cũng sẵn sàng đóng góp công sức nhỏ bé của mình để phục vụ cho bà con. Đã huy động nhân lực và đã huy động công nhân là suốt cả ngày để làm sao mà khắc phục một cách nhanh nhất để cấp điện lại cho người dân và cho các cái cơ quan. Bão số 3 làm gãy đổ 4 cột lưới điện 110 kV, 31 trạm biến áp bị hư hỏng, trên 1.400 cột hạ áp bị gãy đổ. Sau khi gió bão đi qua, công nhân ngành điện lại đu mình, không quản ngày hay đêm, mưa hay nắng, tất cả đều hối hả chạy đua với thời gian, quyết tâm cấp điện sớm nhất cho người dân. Thực hiện chỉ đạo của từ công ty tổng công ty điện lực miền Bắc, công ty điện lực Quảng Ninh và điện lực thành phố Hạ Long thì huy động toàn bộ 100% cán bộ công nhân viên, mà ngoài ra thì điện lực cũng đã được tổng công ty huy động các cái công ty bạn đã đến tăng cường hỗ trợ để điện lực nhanh chóng khôi phục lại cấp điện lại cho nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn. Gạt qua mối hiểm nguy luôn thường trực, thật khó để có thể nói lên những nỗi vất vả của người thợ điện. Giữa cơn mưa xối xả, màu áo cam như rực sáng trong bầu trời đêm. Thêm những ngôi nhà lung linh ánh điện, thêm những con đường rực sáng niềm tin, là thêm những nụ cười của những người chiến sĩ áo cam.